Nhắc đến xứ sở hoa anh đào, chúng ta có thể nhớ ngay đến sumo. Liệu các bạn có phân vân rằng liệu sumo tập gì, ăn gì để có được sức mạnh như vậy cũng như cân nặng như vậy hay không? Trong hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về một số điều căn bản về sumo mà các bạn có thể thắc mắc nhé. Đôi nét bí ẩn về các võ sĩ sumo Nhật Bản. Khi nói đến sumo, ai cũng nghĩ đến các võ sĩ sumo có tầm vóc khổng lồ nhưng lại nhanh nhẹn tuyệt vời khi bước vào trận đấu. Mỗi khi nhắc đến sumo là ai trong chúng ta đều nghĩ ngay đến Nhật Bản, nơi mà sumo là niềm tự hào thể thao Nhật Bản, là biểu tượng văn hóa tinh thần người Nhật. Và Nhật Bản cũng là nơi duy nhất mà môn sumo được tập luyện, biểu diễn và thi đấu một cách chuyên nghiệp. Tuy nhiên, để trở thành võ sĩ sumo và được bước lên võ đài thật không phải là điều đơn giản. Ở Nhật Bản có cả một hiệp hội sumo, bao gồm những thành viên được gọi là Ojakata, vốn là võ sĩ trước đây điều hành, đứng ra tổ chức các giải đấu cũng như quản lý các nơi đào tạo sumo trên toàn đất nước Nhật. Điều này cho thấy sumo không còn là giải đấu để mua vui cho các vua chúa ngày xưa, mà đã trở thành một môn thể thao chuyên nghiệp đất nước phổ tàng này. Trở thành sumo không phải ai cũng làm được. Võ sĩ sumo, samurai luôn được người Nhật Bản coi trọng bởi chính đức tính của họ. Nhưng ai biết được con đường trở thành võ sĩ sumo đầy chông gai, khắc nghiệt mà không phải ai cũng có thể làm được. Tiêu chuẩn để được chọn vào nơi đào tạo võ sĩ sumo tại Nhật là thanh thiếu niên ở độ tuổi từ 15 đến 23, học vấn từ trung học cơ sở trở lên, chiều cao tối thiểu là 1m67 và cân nặng tối thiểu là 67kg. Không những thế, võ sĩ sumo phải là người xuất thân từ một gia đình nề nếp, gia giáo, phải có sự tiến cử từ những người trong giới sumo Nhật Bản thì mới được bước chân con đường trở thành võ sĩ sumo. Một sumo sẽ chẳng bao giờ lo lắng về tiền bạc cho việc ăn ở, đào tạo, huấn luyện và cả thi đấu, bởi tất cả mọi hoạt động này đều được các doanh nghiệp lớn tại Nhật Bản tài trợ thông qua Hiệp hội Sumo Nhật. Các võ sĩ sumo cần chính sự kiên trì, bền bỉ quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình và cả ý chí để vượt qua quá trình tập luyện gian khổ. Vượt qua vòng tiếp theo, tiếp đến các kỳ kiểm tra về sức khỏe và thị lực, tốc độ, sức bền, sự nhanh nhẹn. Những thanh thiếu niên không đạt tiêu chuẩn sẽ phải quay về nhà, cất ước mơ trở thành võ sĩ sumo. Các võ sinh còn lại bước vào quá trình tập luyện, ăn uống cùng nhau dưới sự điều hành của một Ojakata trong vòng 2 năm để tăng trọng lượng và một sumo cần phải có. Như vậy, sumo không dành cho tất cả mọi người, bởi chỉ có những ai đủ điều kiện mới có thể nhập môn, phải khổ công tập luyện mới có thể trở thành võ sĩ hạng và được lên võ đài. Và khi đã nhập môn rồi thì coi như chỉ dấn thân và biết có sumo. Một ngày của võ sĩ sumo. Trong thời gian huấn luyện cũng như sau khi giã thành các võ sĩ chính thức, họ sống theo một lịch trình rất chặt chẽ. Một ngày võ sĩ bắt đầu từ lúc 5 giờ bằng một buổi sáng tập luyện. Họ sẽ tập luyện với cái dạ dày rỗng để tăng trọng lượng cơ thể. Theo kinh nghiệm các sumo kỳ cựu, điều này giúp việc trao đổi chất được cơ thể chậm lại và việc tiêu thụ calo trở nên khó khăn hơn. Đến khoảng 11 giờ là bữa ăn đầu tiên trong ngày. Sau khi bữa ăn đầu tiên xong, các võ sĩ sẽ về phòng sinh hoạt, vui chơi cá nhân. Đa phần họ xong đều ngủ để giữ trữ năng lượng và calo trong cơ thể vì sử dụng chúng những việc khác. Việc này giúp toàn bộ thức ăn được tích lại thành chất béo. Bên cạnh chiến thuật thì cân nặng cũng như vai trò góp phần làm nên chiến thắng các võ sĩ sumo trong các trận đấu. Trái ngược với hình ảnh to lớn khổng lồ của mình, các võ sĩ sumo thường thấy rất kiệm lời, ít nói. Đến cả khi tập luyện, bạn cũng không nghe thấy những tiếng trách móc quát tháo mỗi khi tập luyện sai cách, bởi tất cả đều diễn ra một cách rất khẽ. Một âm thanh sẽ được nghe thường xuyên mỗi khi các sumo luyện tập chỉ là tiếng cơ thể của họ đập vào nhau huỳnh huỵch. Ngoài công việc luyện tập, ăn uống các sumo vẫn phải đảm bảo trách nhiệm công việc phân công của các giáo viên, bao gồm cả việc lau chùi nhà cửa và chuẩn bị thức ăn cho bữa chính trong ngày. Tất cả học viên sống trong một lò luyện sumo đều phải học cách làm tất cả công việc, chứ không có người phục vụ những người vẫn thường nghĩ. Vì sao võ sĩ sumo Nhật Bản có thể nặng đến 400kg? Các võ sĩ sumo phải trải qua kỳ tuyển chọn gắt gao về trọng lượng, chiều cao và sức lực. Để duy trì cân nặng và sức khỏe trạng thái tốt nhất cho cạnh tranh, các võ sĩ sumo phải duy trì một lịch trình tập luyện rất khắt khe, thức dậy từ 5 giờ sáng, học cách giao đấu và nhất là ăn uống theo một lực tơn đặc biệt. 1. Khẩu phần ăn gấp 10 lần người bình thường. Lượng calo trung bình hàng ngày một người đàn ông là 3.000 đến 3.500 calo. Lượng calo mà võ sĩ sumo tiêu thụ hàng ngày là con số đáng kinh ngạc, 30.000 calo. Khác với suy nghĩ võ sĩ sumo phải ăn suốt ngày mới có thể trạng khổng lồ như vậy được, thực ra họ chỉ ăn có 2 bữa chính. 2. Không ăn sáng. Bỏ bữa ăn sáng nghe có vẻ vô lý trong mục đích làm tăng trọng lượng cơ thể. Tiến sĩ Wayne Calloway, chuyên gia béo phì ở Đại học George Washington cho biết, việc bỏ bữa ăn sáng gây ra việc ăn quá nhiều trong ngày. 3. Uống bia trong bữa ăn. Với một loại bia chứa 200 calo trên 1 lít, bia góp phần làm tăng calo như ý muốn. Một đô vật có thể tiêu thụ 6 chai bia mỗi ngày. 4. Bụng rỗng rèn luyện. Bắt đầu một ngày hoạt động cam go với cái bụng rỗng được xem như bí mật của các quá trình tập luyện. Ông Matsuda, quản lý một lò sumo danh tiếng nói, tập luyện một cái dạ dày rỗng sẽ làm tăng trọng lượng cơ thể, vì khi đó việc trao đổi chất cơ thể sẽ chậm lại, việc tiêu thụ calo khó khăn hơn. 5. Ngủ ngay sau khi ăn. Đồ vật sumo thường ngủ 4 giờ đồng hồ liền sau bữa ăn, việc này cho phép lượng calo dư thừa được đưa về lưu trữ dưới dạng mỡ trong cơ thể. 6. Món ăn chính. Món chính trong ngày các võ sĩ sumo là canh chanconabe. Món canh này bắt nguồn từ thịt hầm. Trên thực tế có rất nhiều nguyên liệu được cho vào canh như thịt bò, thịt lợn, thịt gà, hải sản, rau củ,
chai, tôm, sò, đậu phụ v.v. Nó giống như một nồi lẩu thập cẩm với nhiều nguyên liệu, gia vị được hầm cho đến như. Thật không may, tuổi thọ trung bình một võ sĩ sumo là từ 60-65, kém hơn người thường đến 10 tuổi. Lối sống khắc nghiệt gây ra các bệnh tiểu đường, bệnh gan, tim và cao huyết áp. Có lẽ, sự thật nào có hai mặt của nó, có lợi có hại. Chúng ta có thể cảm nhận được nước thang sáng chói các võ sĩ sumo đạt được vinh quang sự nghiệp, nhưng cũng không ngờ được sau đó là cả quá trình rèn luyện gian khổ, phải chấp nhận đối diện với những thói quen khác thường để hoàn thiện niềm đam mê cá nhân. Nhưng dù sao, đó cũng là môn võ thuật truyền thống của người Nhật Bản, chúng ta luôn tôn trọng và giữ gìn nét văn hóa riêng. Sau đây là những video đấu vật đỉnh cao của võ sĩ sumo. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ mình ở những video tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this. Stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly.